trước hết là em chào cô với thầy, thì với cả lớp là em báo cáo là tình hình bệnh của em, là em là chính là nhân chứng sống ở đây, là em là bị ung thư tử cung. Thời giai đoạn đầu là em đã mổ một tham năm 2017 là em đã mổ một lần, tới khi cuối 2017 em lại mổ thêm một lần nữa. Thì vô đây học thì cô với thầy đều có hướng dẫn là cách ăn 16-8, nhưng mà thật sự là tới đây là không phải cố tình để chữa ung thư, mà chữa vì cái vai nó đau. Thì cô mới nói là, nghe cô nói là cách ăn 16-8 mà mình nghĩ là mình đã mổ xong, là mình đã hết rồi, mình khỏe mạnh. Chứ mình không ngờ tới đi khám định kỳ 3 tháng khám một lần, thì mình khám lần thứ 3 thì bác sĩ báo là bây giờ đã di căn rồi, mà cắt hết toàn bộ, không còn chỗ nào để cắt vô nữa, bây giờ chỉ có cách là xạ trị. Nhưng cắt đó là quýnh quá, mới điện về hỏi thầy, thầy ơi giờ bác sĩ kêu em xạ trị. Thì thầy nói xạ trị mà bây giờ á, nếu mà bác sĩ nói xạ trị được bao nhiêu phần trăm, thì bà vô mới chở vô hỏi bác sĩ nói được có 30% thôi. Còn nếu mà thầy cắt đó là không còn nói được nữa, thì thầy mới hỏi về vô hỏi bác sĩ nếu không xạ trị mình sống được bao lâu. Bác sĩ nói có thể là 6 tháng hay hoặc 1 năm thì theo cái sức khỏe của mình. Còn nếu mà xạ trị thì có khi là mình xạ trị 1 lần, 2 lần thì cái sức đề kháng của mình chịu không nổi, có người thì chỉ có 2 lần là đã chết rồi. Thì thôi thầy nói thì mắc gì mà phải đi xạ trị chi, thôi về bỏ theo cách ăn 16-8. Thì em mới nghe lời thầy, em đi về là em quyết tâm là bỏ 16-8, là từ 12 giờ là em ăn được tới 7 giờ. Thầy cho ăn tới 8 giờ nhưng mà mình ăn 7 giờ. Sau đó cái phải chùm đá mà mình chùm rất là nhiều, mình chùm thẳng trực tiếp vô cái vùng ung thư. Em thầy kêu là chùm ở đây rồi chùm mền lại. Nhưng mà em nghĩ nếu như mà mình chùm ở đây rồi, em chùm luôn cái dàn lưng của em luôn. Đây là em tổng cộng là 8 cặp đá. Chùm lưng, rồi chùm dùng bụng ở dưới này, rồi chùm gan, rồi em chùm cổ. Nói chung là cấp đó là mình quýnh là mình phải chùm. Thì trong khoảng 1 tháng mình thấy, chưa được 1 tháng mình thấy cái sức khỏe mình nó đỡ lên. Với cái lúc mà mình chùm đá vô cái chỗ mà cái vết mổ của mình nó nhức lại, mình biết thì mình chùm vô thì nó sẽ hết nhức liền, nó giảm đau liền tại chỗ đó. Thì qua được 4 tháng mấy gần 5 tháng là bác sĩ kêu 6 tháng đi xét nghiệm lại. Thì em đi xét nghiệm lại thì bác sĩ báo cáo là nó giảm cái di căn là 80% rồi. Là hai tay tháng 5 2019, mà lúc mà bác sĩ nói em là di căn là lúc đó là 17 tay tháng 12 2018 là đúng rồi. Nhưng mà anh quên nói có cái là bác sĩ bắt buộc mình phải làm tờ cam kết, chứ mình không xa chị ta không chịu. Thì có nghĩa là khi mà bác sĩ đã chỉ định là xạ trị là bắt buộc em phải xạ trị, còn nếu mà không xạ trị em phải cam đoan, đúng không? May quá là có nhờ đây có mặt thầy, thì em cũng không biết nói cái gì để mà em cảm ơn thầy. Thầy tái sinh một lần hai quên. Thì suốt cuộc đời này em sẽ đi theo thập kỷ trung tâm để hết cuộc đời này để em giúp lại cho những người khác. Rồi, để phụng sự. Ok. Cô và các lớp, ai mà được tới đây mà thấy được cái clip này thì mình nên làm để mà mình chia sẻ, mình cứu người. Em xin hết. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá chườm gan, cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc
0983 581 652.